Chào người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Hôm nay mình sẽ trả lời video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là Tống Kim. Tống Kim mẹ của anh Tiểu Thiên Tế, thì anh này cũng làm anh top cực kỳ đam mê phở đăng kiếm ở server S43 nha. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn về phở đăng kiếm ở giai đoạn 7X. Thì giai đoạn này phở đăng kiếm bắt đầu mạnh trở lại. Ở những level đầu thì rất nhiều anh em bảo là phở đăng kiếm quá yếu, nhưng mà từ cái giai đoạn 7X thì theo mình cảm nhận nha, thì võ đăng kiếm bắt đầu đang trở lại, và 8X sẽ là giai đoạn cực kỳ mạnh của võ đăng luôn. Ở theo mình thấy 8X sẽ là cực kỳ của võ đăng kiếm và khí luôn. Thì nếu anh em nào đam mê võ đăng, anh em nào mà đam mê võ đăng ở những cái game trước ấy, thì các bạn có thể chơi võ đăng kiếm ở giai đoạn 7X nha. Thì kỹ năng mình sẽ cho mọi người xem sơ về server của anh Tiểu Thiên Tế nha. Thì đầu tiên là cảm ơn Tiểu Thiên Tế cũng như rất nhiều anh tớ các ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Thì kỹ năng của anh Tiểu Thiên Tế tăng này, cái chiêu lượng nghi kiếm pháp mát, thì tất nhiên các bạn phải tăng đánh thường mát luôn. Cái chiêu 1 tiếp tục là mát này, những cái còn lại thì anh tăng rất là đúng luôn. Còn về tiềm năng thì các bạn full sức mạnh, còn lại anh tăng cho mình là thân pháp và thể chất. Đây, anh tăng quá chuẩn luôn này, sức mạnh này, còn lại thể chất là 3 điểm, xong rồi tới 2 điểm thân pháp. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn video nha. Thì trước khi vào video là phần quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM rẻ hơn các bạn từ nào slow pay phần ngân hàng với tốc độ siêu nhanh lên tới chiết khấu 8%, và mình sẽ nhận up event hoàn trả cho anh em với giá cực kỳ thấp luôn. Thì full event hoàn trả chỉ tốn 2 triệu mấy thôi nha anh em. Thì các bạn cần mình tư vấn hoặc các anh tớ cần em tư vấn các vấn đề trong game mình cứ liên hệ em nha. Đăng ký mà quýnh theo kiểu mà dồn ra một người thì ngon nha, còn nếu mà đánh đông quá thì cũng chưa có ok lắm. Hay quýnh ông em đường ngôn đi, quýnh mấy ông mà kiểu dồn nam một tên mục tiêu ấy thì sẽ là chùm luôn. Trời, quýnh cho mấy ông hệ thủy rồi trời, quýnh cho mấy ông hệ thủy thôi, hơi bị ngon thôi nha. Bị trâu nha, bạn thấy không? Phải đăng kiếm cực kỳ trâu nha, nãy giờ là ảnh cân được biết bao nhiêu người luôn ấy. Trâu cực kỳ luôn anh. Quá là trâu luôn. Nãy giờ là hơn là thủ của bạn, anh này mới có 20 mấy% kháng chiến mạng, mà ảnh trâu của này nếu mà nhiều nữa thôi biết cỡ nào. Kinh luôn em. Coi rồi anh coi rồi bắt đầu đánh kinh không? Thiên Dương nếu mà nó xếp về solo, Thiên Dương không có cách nào mà solo thắng được ông Phở Đen hết á. Phở Đen cũng khó chịu lắm, anh thấy không? Bắt đầu đơn mục tiêu là thôi giết hơi bị nhiều luôn á, kiểu mà đơn chỉ 2-3 người thôi là giết hơi bị nhiều để mà mở máu cái này. Kiểu mà đơn mục tiêu giết hơi bị nhiều luôn á. Gì vậy ông nội? Ai mà thích chơi võ đăng kiếm mà múa múa thì chơi hơi bị ngon nha. Quýnh rác luôn, quýnh đồng kia đi không được luôn ấy. Quýnh đồng kia đi được, ông chiêu lầm. Mấy ông này ổng không có gì mà có thể cản được ông võ đăng kiếm này. Quýnh ổng quýnh hơi bị dính luôn ấy. Rồi cũng phải cẩn thận anh em. When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla, you aim for the heart when you walk on the floor. You a real gal, Batman killer. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you heal up, will up, bring it back, come rewind. Touch to have your X-Men back on your line. But I'm a real player, never act like you're mine. Leave you disappointed, you gon' act like you're fine. And I see it all the time, so it's best I let my one dance go to the next man. Cause I ain't even gotta be your man. Bet you I can still leave here as the best man. Yes, ma'am. Chọc kiếm ghê chưa, ghê gì trời.
khó chịu chứ. Trong luôn nên là chưa có 8 mít nha, chưa có 8 mít, chưa có những cái chiêu mà kiểu mà giống như là bỏ né tránh thêm sát thương á, nên bây giờ bạn thấy chưa có trong, nhưng mà nếu mà lên cao thì bị ngon nha. Here's to the good days, here's to the sorrows, this is a mistake I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. To get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Gì vậy ông Phúc Trang theo mình chi ông nội? Anh là mới dùng, mới tăng một điểm cái hồi lập kho, mà tăng, nếu mà tăng nhiều chắc hơi bị kinh luôn. Trang hai đứng lại. Đứng lại không kia. Đọt thì đọt cái này chạy như thế này. We'll be right back.
Cùng luôn, cùng luôn. Dí ông cùng luôn cho tôi, dí ông cùng luôn, dí. Ông cùng luôn, ông chạy dữ quá, đứng lại. Giết mấy ông mà kiểu máu yếu yếu á, mấy ông máu trâu trâu thì khó giết anh em. Xe nhà sao nhỉ? Rồi xong gặp hai ông mày thôi lụm tiền rồi. Gặp thêm mấy ông mày lụm tiền rồi. Tiền về trên sông thì cuối cùng mày thấy là cái việc mà côn lôn ấy phở đang của anh tiểu thiên tế thì rất là mạnh luôn, nhưng mà ảnh còn phải thiếu rất là nhiều chỉ số, tại vì của ảnh là ảnh mới chơi anh em, ảnh mới build thì mình vừa thay đổi cho ảnh thì chỉ số, thì bạn thấy là trong chiến trường ấy cái việc thứ nhất là thủ của ảnh hơi yếu, thứ hai là chí mạng của ảnh hiện tại là theo mình cái phần cần phải build lên. Chí mạng của ảnh hiện tại 58%, kháng chí mạng thì có hai mấy. Thì nếu mà các bạn thấy chí mạng mà cao tới cộng 100% đi là quýnh cũng hơi rác nha. Xét luôn chí mạng ảnh thì mát rồi, bây giờ các bạn cần phải build chí mạng. Thì ở trong đây chúng mình phải build cho ảnh là cái đá này full, ảnh đang còn thiếu đá full, chắc ngọc bỏ thiếu này. Ngọc bỏ thiếu full luôn. Và quan trọng là ở những dòng đồ ấy phải có thêm cái dòng chí mạng đó em. Trong những dòng đồ là anh phải build thêm dòng chí mạng nữa mới rất là ngon nha. Thì mình xin kết thúc video tống kim vỏ đan của anh của anh tiểu thiên tế S43 nha. Thì nói chung vỏ đang kiếm sẽ khá ok, mình thấy là rất là trâu, không ở trâu rất là trâu và khó chịu ở trong những cái trận mà 2-2, 3-3. Nếu mà trong tống kim buồn chiến á top thì sẽ rất là mạnh, còn nếu mà bình thường thì có thể bị sốc đam rất là nhiều nha, thì anh em cân nhắc trước khi chơi. Thì mình xin kết thúc video đây, thì nếu bạn thấy video hay quýt đừng quên like, subscribe kênh và đừng quên ủng hộ mình nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Chào mọi người.